Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và đón bằng công nhận tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Các địa phương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Tổng kết phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm chi ngân sách. Đề nghị tạm dừng lưu thông và thu hồi ngay hai sản phẩm rượu nếp và hầm rượu Việt của cơ sở rượu Đất Lúa. Nhiều gia đình với nỗi lo mùa cưới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và lễ đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 11. Đến nay, mọi phần việc chuẩn bị như khâu trang trí, tổ chức đón tiếp đại biểu, khách mời, các tham luận đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần, tuyên truyền, trang trí khánh tiết đã được các sở ban ngành, hội đoàn thể liên quan cơ bản hoàn tất. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử nhấn mạnh, để đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn và tạo dấu ấn, điểm nhấn của từng phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, cũng như kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các đơn vị địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát lại những phần việc được phân công, nhất là việc trang trí, tổ chức đón tiếp đại biểu, khách mời, tham luận, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phục vụ hậu cần, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền để buổi lễ diễn ra được trang trọng và tiết kiệm. Chiều ngày 16 tháng 11, khu dân cư Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tới dự và chúc mừng Ngày hội khu dân cư thôn Hạ Đồng có đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Khu dân cư thôn Hạ Đồng có 168 hộ. Những năm qua, khu dân cư luôn đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Năm 2020, khu dân cư Hạ Đồng có 96% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu tàu hiền cấp huyện. 13 dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học khuyến tài, 85% số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Nhân dân trong khu dân cư tích cực chỉnh trang nhà cửa, hiến hàng nghìn mét vuông đất làm tuyến đường giao thông thôn xóm với chiều dài trên 1,5 km. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Tuyến đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy lãnh đạo, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Vừa qua, các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, tổng kết phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020. Sự lễ kỷ niệm tại huyện Yên Mỹ có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ đã tăng cường tập hợp vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn huyện có 51 trên 85 khu dân cư đạt 3 tiêu chí: không ô nhiễm môi trường, không hủ tục trong việc cưới việc tang, không phát sinh các tệ nạn xã hội mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân hiến trên 52.000 m2 đất, trong đó có 1.700 m2 đất thổ cư,
đất nông nghiệp 51.000 m2 và 2.490 ngày công lao động. Từ năm 2016 đến 2020, Quỹ vì người nghèo ở huyện Yên Mỹ được nhiều tập thể cá nhân doanh nghiệp tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, qua đó xây dựng sửa chữa trên 100 nhà đại đoàn kết, tặng hàng chục nghìn suất quà cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dự tại huyện Ân Thi có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Ân Thi. Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ân Thi đã tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 7,58% năm 2016 xuống còn 1,8% năm 2020. Đã tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho gần 3.500 hộ nghèo, hỗ trợ về nhà ở cho 411 hộ nghèo trong toàn huyện. Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 3,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã rà soát hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà, đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ Tết. Dự lễ kỷ niệm tại huyện Khoai Châu, có đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn huyện Khoai Châu đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chương trình dự án hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 5,47% năm 2016 xuống còn 1,95% năm 2019, dự kiến đến cuối năm 2020 còn khoảng 1,4%. Thực hiện khẩu hiệu tất cả vì miền Trung ruột thịt và cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hiện nay nhiều cá nhân đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục ủng hộ quỹ cứu trợ và quỹ vì người nghèo của tỉnh. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan thường trực của Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số tiền trên 7 tỷ đồng, trong đó thành phố Hưng Yên ủng hộ trên 1 tỷ 100 triệu đồng và huyện Ân Thi đã chuyển vào quỹ với số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện tại đây là hai đơn vị ủng hộ với số tiền nhiều nhất tỉnh. Tổng hai đợt Quỹ Cứu trợ tỉnh chuyển ủng hộ 5 tỉnh miền Trung, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Ngoài ra, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận số tiền gần 700 triệu đồng từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp. Tiêu biểu như Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần May Hưng Long 2 50 triệu đồng. Sau đây là thông báo về kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 12 năm 2020, khai mạc 8 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020, thứ hai, để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các ngày diễn ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Sảng. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố ứng dụng dịch vụ thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền tảng thiết bị di động. Dự lễ công bố tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhằm mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai xây dựng ứng dụng dịch vụ thông tin các loại hình bảo hiểm trên nền tảng thiết bị di động với tên gọi VSSID Bảo hiểm xã hội số. Đến nay, ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số đã hoàn thành, sẵn sàng đi vào hoạt động. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định VSSID
Bảo hiểm xã hội số là một ứng dụng tiện ích phục vụ tốt cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để triển khai hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư hạ tầng viễn thông một cách đồng bộ, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức trong ngành. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiểu rõ lợi ích, sự tiện lợi khi cài đặt ứng dụng. Cá tráp V1 có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Đây là loại cá dễ nuôi, ít dịch bệnh. Qua thực tế, mô hình nuôi gắp cá tráp lai V1 theo hướng Việt Gáp cho thu lãi gần 300 triệu đồng một hecta. Mô hình nuôi cá tráp lai V1 theo hướng Việt Gáp được Trung tâm Khuyến nông triển khai từ tháng 4 năm 2020 ở 8 hộ nuôi trên địa bàn tỉnh với diện tích 3,4 hecta. Tỷ lệ các giống cá chép gồm cá chép lai V1 55%, chấm cỏ 30%, mè trắng 10% và cá trôi 5%. Sau 8 tháng nuôi, tỷ lệ sống bình quân của các giống cá đạt 72%, khối lượng bình quân đạt 904 g một con, năng suất đạt 20,4 tấn một hecta. Cá chép lai V1 sinh trưởng và phát triển tốt, sạch bệnh. Ngoài ra, việc nuôi ghép còn tận dụng được tầng sống, tầng thức ăn, quá trình nuôi ít có dịch bệnh. Qua thực tế, tại các mô hình nuôi cá chép V1 ghép với một số giống cá khác, cho thu lãi gần 300 triệu đồng một hecta. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020. Trong đó, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 80% dự toán. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên và đã tiết kiệm được 195 tỷ đồng. Tuy vậy, do tình hình hụt thu, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các địa phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Nguồn tiết kiệm này chủ yếu để phục vụ chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách. Chúng ta phải tiết kiệm tiếp 10% chi thường xuyên còn lại từ 1 tháng 7 và 70% cái chi cho hội nghị công tác phí. Mục đích của tiết kiệm này thì là cái chủ trương chung, và đồng thời thì tỉnh ta lại cũng ban hành nhiều cái chính sách an sinh xã hội, nhất là cái chính sách mua cái bảo hiểm y tế. Tỉnh ta chi hàng hơn 100 tỷ để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiết kiệm đi công tác trong và ngoài nước được trên 1,7 tỷ đồng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 được trên 41 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã được Kho bạc Nhà nước hạch toán, kiểm soát chi theo quy định. Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã thực hiện hạch toán trên hệ thống TAMIS và thực hiện phối hợp với cơ quan tài chính quản lý và thực hiện giữ lại ở ngân sách cấp tỉnh. Đồng thời thì trong suốt quá trình kiểm soát chi ngân sách thì các đơn vị Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan tài chính và thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định và đúng cái thông báo về việc cắt giảm là tiết kiệm này. Nhờ tiết kiệm chi, các đơn vị không bị cắt giảm tiền lương, các chi hoạt động khác vẫn bảo đảm duy trì bình thường. Theo dự báo năm 2021 thì tình hình thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bộ Tài chính giao cho tỉnh Hưng Yên là giảm 400 tỷ so với dự toán năm 2020. Vì vậy, khi bố trí dự toán, ngành tài chính sẽ xây dựng kế hoạch tiết kiệm ngay từ đầu năm. Siết chặt cái kỷ luật kỷ cương về tài chính ngân sách nhà nước và phải đảm bảo cái công khai minh bạch và triệt để tiết kiệm ngay từ cái khâu xác định nhiệm vụ và giao dự toán, phải đảm bảo cho cái điều hành cái dự toán ngân sách nhà nước được chủ động, chặt chẽ và cái quản lý chi là trong cái dự toán được giao triệt để tiết kiệm trên mọi nội dung chi. Vì vậy, để bảo đảm nguồn thu, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý thu, chống thất thu, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý thu hồi nợ động thuế, điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ một số khoản thu dành để chi đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có cảnh báo khẩn ngộ độc methanol khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 17 tháng 11, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế và Bộ Công Thương
đã có văn bản đề nghị tạm dừng lưu thông và thu hồi hai sản phẩm rượu nếp và hầm rượu nếp của cơ sở rượu Đất Lúa có địa chỉ tại Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Theo đó, thông tin sản phẩm bị cảnh báo cụ thể như sau. Tên sản phẩm là rượu nếp, hầm rượu Việt đóng can 30 lít, nồng độ cồn bằng hoặc trên 29,9%, số công bố hợp quy 20/2018 ITHIXNCV do cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa có địa chỉ tại Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên, điện thoại 0979441232 sản xuất. Trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm rượu nếp, hầm rượu Việt do cơ sở rượu Đất Lúa sản xuất, đồng thời thực hiện điều tra truy xuất nguồn gốc, xử lý sản phẩm và áp dụng các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đội quản lý thị trường thực hiện ngay hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường. Nếu phát hiện ra sản phẩm rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ vấn đề về quản lý sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh lại nóng như hiện nay. Liên tiếp hai vụ ngộ độc rượu xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ đầu năm đến nay làm 3 người tử vong, đều được ngành y tế chẩn đoán là do uống phải rượu giả pha cồn công nghiệp methanol. Điều đáng nói, cả hai vụ ngộ độc gây tử vong này đều liên quan đến cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa có địa chỉ tại Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, khiến người tiêu dùng giật mình, lo sợ, hoang mang, làm giảm uy tín và giá trị thương hiệu truyền thống của làng nghề. Là hộ gia đình sản xuất rượu truyền thống hơn 40 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Nhanh, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, trung bình mỗi ngày nấu một nồi khoảng 30 đến 40 lít rượu, cung cấp ra thị trường. Rượu gia đình ông Nhanh nấu là rượu nếp Cái Hoa Vàng, ngon nổi tiếng trong thôn. Nhưng từ khi có thông tin một số cơ sở làm rượu giả gây ngộ độc tử vong đã ảnh hưởng rất nhiều đến mức tiêu thụ rượu của gia đình ông. Các cơ sở sản xuất lấu rượu kia nó rất ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi đề nghị tức là các cơ quan chức năng vào cuộc để làm cho cái rượu truyền thống của chúng tôi được mọi người tin tưởng. Cùng chung cảnh ngộ với ông Nhanh, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, người cùng thôn cho biết, trước mỗi ngày gia đình bà nấu hàng tạ gạo, giờ vài ngày mới bán hết một nồi vài chục cân. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của một số cơ sở sản xuất rượu không tuân thủ những quy định, gây ảnh hưởng uy tín, thương hiệu của làng nghề. Làng nghề chúng tôi thì nó lâu rồi, tôi nấu rượu thì là năm nay là đi từ năm 86. Thế như đến giờ coi như là vì cái ảnh hưởng cái rượu làng nghề cho nên là chúng tôi coi như là bán bây giờ nó cũng không được chạy như ngày xưa. Đun nấu cũng hạn chế. Trước kia đun ngày độ tạ gạo rồi bây giờ khi chỉ đun được 2-30 cân thôi. Mà bán rượu cũng chẳng được là bao nhiêu thôi cả. Đề nghị chính quyền các cấp coi như làm nào lấy lại cái sự công bằng cho chúng tôi. Toàn thôn Trương Xá có khoảng trên 100 hộ nấu rượu. Nấu rượu không chỉ là nghề nuôi sống mà còn là văn hóa, hồn vị của những người dân làng Trương Xá. Các cấp các ngành rất quan tâm đến việc quản lý và phát triển thương hiệu và chất lượng rượu Trương Xá. Đặc biệt năm 2017, rượu Trương Xá được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rượu Trương Xá. Thời gian qua, bên cạnh những cơ sở vì chạy theo cái lợi trước mắt và ham làm giàu nhanh, tự pha chế rượu từ cồn công nghiệp, sử dụng hóa chất và màu thực phẩm để tạo màu sắc và hương vị cho rượu, bán ra thị trường với giá rất rẻ, làm giảm uy tín và giá trị thương hiệu truyền thống của làng nghề. Hiện trong làng vẫn có các cơ sở sản xuất giữ nguyên quy trình nấu rượu truyền thống, vẫn sử dụng chum sành, nồi đồng, bếp chấu, men tự làm để nấu rượu. Mỗi nồi rượu một ngày cũng chỉ được từ 5 đến 6 lít rượu. Địa phương thì cũng đã có một số hộ đang sản xuất rượu cũng rất là đảm bảo về chất lượng. Trong đó thì cũng có một số hộ thì chưa được đảm bảo. Thì cũng rất mong là các cấp về chuyên môn thì cũng làm sao làm sáng tỏ được cái sự việc để lấy lại cái tên tuổi của làng nghề. Có thể nói, rượu Trương Xá Tương Bẩn là hai trong số nhiều sản phẩm đặc sản gắn liền với địa danh Hưng Yên, tạo nên nét giá trị văn hóa đặc trưng cho mảnh đất phố Hiến. Gìn giữ, phát triển và bảo tồn những giá trị truyền thống luôn là trăn trở của những người con Hưng Yên. Cơ sở sản xuất rượu giả, kém chất lượng chỉ là những con sâu làm dầu nồi canh, không phản ánh được hiện trạng của làng nghề rượu truyền thống Trương Xá. Tế vui tiết kiệm, không có bàn linh đình là mục tiêu cơ bản chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đã có những hiệu quả tích cực. Nhiều hủ tục từng bước được xóa bỏ, nếp sống văn minh được lan tỏa. Tuy nhiên,
để nhân rộng mô hình này lại gặp không ít khó khăn. Chỉ từ đầu tháng 10 đến nay, gia đình chị Trần Thị Xoa ở khu phố Phủ, thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu đã nhận được rất nhiều thiệp mời cưới như thế này. Theo chị, trong những thiệp mời, có đám chỉ quen biết sơ sơ thì cũng phải đi phong bì 200.000 đồng, có những đám thân thiết hơn phải đi phong bì từ 300 tới 500.000 đồng, thậm chí tiền triệu. Tháng 3-4 đám cưới, có tháng thì lên đến 5 đám cưới, mà thí dụ những đám bình thường thì còn đỡ, chứ những cái đám mà nó kiểu chỗ thân quen thì mình cũng không thể đi ít được, thế đâm ra là méo hết cả mặt đi. Kinh tế khó khăn nên việc chuẩn bị khoản tiền mừng cưới cũng làm vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh ở thị trấn Khói Châu lao đao chóng mặt. Bởi ngoài thu nhập chính từ nghề bán bún thì anh chị cũng chỉ làm ruộng. Nhất là trong thời gian vừa qua, dịch Covid-19 khiến cho việc buôn bán của gia đình ảnh hưởng không nhỏ. Chi tiêu sinh hoạt tạm tiện nhất có thể mới đủ. Thế nhưng cứ liên tục nhận được thiệp mời đám cưới khiến anh chị không khỏi thở dài. Bây giờ cưới xin để tốn kém mà bây giờ thì vợ chồng thì đi chợ đi búa thì chả được là mấy thôi cả, mà tới đây thì bay đám cưới liền. Vợ chồng là phải thay nhau đi ăn, vợ thì ăn một đám, chồng ăn một đám, xong rồi có ngày thì đi hai đám. Rất là mất việc mà tốn kém cho tất cả mọi người ra. Đây là tình trạng chung của nhiều gia đình, nhất là ở những vùng quê thì nỗi lo về tiền mừng đám cưới lại càng bị đắt hơn. Bởi thu nhập của người dân chủ yếu từ làm ruộng hoặc đi làm thuê, làm mướn quanh năm, chỉ được vài triệu đồng, thậm chí công việc không ổn định. Thế nhưng một tháng có tới 5-7 đám cưới thì cũng không biết xoay sở ra sao. Vẫn biết rằng những tấm thiệp mời cùng chiếc phong bì đi kèm là thể hiện tình cảm giao lưu qua lại. Nhưng nếu như các đám cưới được tổ chức đơn giản, tiết kiệm theo kiểu nếp sống mới, ít có bàn thì có lẽ khi đi đám cưới, nhiều người sẽ không còn phải trăn trở khoản nặng của phong bì và mùa cưới cũng không trở thành nỗi lo.